Thưa quý vị và với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại Đà Nẵng thì thành phố này cũng đã thực hiện xét nghiệm tầm soát với diện rộng trên quy mô toàn thành phố. Còn ở tại Hà Nội thì đêm qua người dân Hà Nội cũng đã rất thấp thỏm với một thông tin đó là Hà Nội quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 24 tháng 7 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc của chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là thông tin được đưa ra về hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành. Theo đó, trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn thủ đô và các địa phương trên cả nước với việc chủng virus Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm, trong những ngày gần đây liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng và chưa xác định được nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn là rất lớn nếu không kịp thời có biện pháp mạnh để ngăn chặn, đảm bảo an toàn cho thủ đô, an toàn và sức khỏe cho nhân dân là trên hết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày Kể từ 6 giờ sáng ngày hôm nay, 24 tháng 7, trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện và thành phố cách ly với tỉnh. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định.